Ukraine hứng gần 330 tên lửa, UAV trong một tuần. Tổng thống Zelensky nói Nga đã phóng gần 190 tên lửa và 140 UAV trong những đòn không kích nhằm vào hạ tầng Ukraine tuần vừa qua. Tôi muốn cảm ơn lực lượng phòng không, không quân, các tổ hỏa lực cơ động, các chuyên gia tác chiến điện tử vì đã bắn hạ nhiều tên lửa, máy bay không người lái, UAV, đối phương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong phát biểu tối ngày 24 tháng 3, đề cập đến hoạt động không kích tăng cường gần đây của Nga vào lãnh thổ nước này. Ông cho hay lực lượng phòng không Ukraine vẫn cần được củng cố năng lực từ các đối tác phương Tây. Song họ đang nỗ lực đánh chặn một số tên lửa và phần lớn UAV Shahed của Nga. Lực lượng Nga đã sử dụng gần 190 tên lửa các loại và khoảng 140 UAV kiểu Shahed từ thứ Hai tới hôm nay, ông Zelensky cho biết. Họ cũng thả gần 700 quả bom dẫn đường. Tổng thống Ukraine nói rằng vừa thảo luận với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez về việc củng cố hệ thống phòng không của Ukraine, thêm rằng quyết định của các nước phương Tây sẽ thay đổi bản chất của cuộc chiến và bảo vệ thành phố, làng mạc của chúng tôi khỏi các đòn tập kích. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Cơ quan này hiếm khi công bố số lượng tên lửa và UAV được dùng trong các đòn tấn công hiệp đồng nhằm vào Ukraine. Nga hôm 22 tháng 3 tiến hành đợt tập kích quy mô lớn đầu tiên vào thủ đô Kiev của Ukraine sau gần 2 tháng yên ắng. Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 88 tên lửa, trong đó có 7 quả đạn siêu vượt âm Kinzhan và 63 UAV tự sát kiểu Shahed để tấn công hạ tầng năng lượng nước này. Phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 55 UAV và 37 tên lửa, song không chặn được quả Kinzhan nào. Cuộc tấn công khiến nhà máy thủy điện lớn nhất Ukraine ở Zaporizhia bị hư hại nặng và khoảng 1,5 triệu dân bị mất điện. Nga ngày 24 tháng 3 tiếp tục phóng 29 tên lửa cơ hờ, 101, 555 và 28 UAV để tập kích hạ tầng quan trọng của Ukraine tại tỉnh Kiev và 7 khu vực khác. 43 trong số đó bị bắn hạ, theo phòng không nước này. Viện Nghiên cứu Chiến tranh, ISV Đức, trụ sở ở Mỹ, nhận định mục tiêu của Nga là đánh sập hạ tầng năng lượng của Ukraine, nhân cơ hội đối phương đang thiếu hụt đạn dược và vũ khí phòng không. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moskva dồn dập tập kích Ukraine trong thời gian qua nhằm trả đũa các vụ pháo kích và xâm nhập biên giới gần đây của đối phương. Cơ quan này thêm rằng mục tiêu là các trung tâm đầu não ra quyết định của lực lượng vũ trang Ukraine, sân bay, xưởng sửa chữa vũ khí và thiết bị quân sự, kho chứa UAV và xuồng tự sát. Căn cứ hậu cần, điểm đóng quân của đặc nhiệm Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Các nhóm dân quân thân Ukraine gần đây nhiều lần vượt biên giới, tiến vào tỉnh Kursk và Bengal của Nga dưới sự yểm trợ của xe tăng thiết giáp. Ukraine khẳng định các lực lượng này tự ý tấn công lãnh thổ Nga và không hoạt động theo lệnh của Kiev, song cho biết sẽ cố gắng hỗ trợ họ nhiều nhất có thể. Song song với chiến dịch của các nhóm dân quân, lực lượng Ukraine cũng liên tục pháo kích vào các tỉnh biên giới Nga và triển khai UAV tấn công hạ tầng năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ đối phương. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18 tháng 2 cho biết quân đội Nga vào thời điểm nào đó sẽ buộc phải thiết lập vùng đệm ở Ukraine nhằm ngăn lực lượng nước này tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định Nga chưa có năng lực để mở chiến dịch quy mô lớn nhằm phục vụ mục tiêu này trong tương lai gần. Ngay cả khi Nga thiết lập được vùng đệm ở trong lãnh thổ Ukraine, điều này cũng chỉ có thể khiến Kiev ngừng pháo kích vào các tỉnh biên giới của Moskva hay hạn chế các cuộc tấn công xuyên biên giới của dân quân thân Ukraine, khó ngăn đối phương tiếp tục tập kích bằng UAV tầm xa. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.